ta có một đơn vị ba giải nhất sẽ nhận một công hiến đồng vui. Đề nghị bà con chúng ta cho một tràng pháo tay. Chưa, đơn vị Thủy Tân còn một bác đang ở trên nhà trại. Đề nghị các lái chúng ta. Các lái treo lên. Khu vực quang chúng tôi có camera quay và liệu trại nào mà treo không gạt ở trái đất, tức là không ở bên thì xem như bỏ cuộc. Nếu mà phạm quy thì các lái phải chịu trách nhiệm được bao nhiêu điều không gạt treo. Chưa, chẳng là đồ nữa. Thủy Phương, nếu như Thủy Phương không gác thì Thủy Phương phải chịu trách nhiệm. Và đồng chí lại, vận động viên lại phải chịu trách nhiệm. Lớp Thủy Phương đề nghị các bàn lái chúng ta không được phải gác. Đồ đi gấp đại bác. Đồ đi gấp đại bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn thua. Và hôm nay là có một đơn vị ba giải nhất sẽ nhận một con heo đồng vui. Đề nghị bà con chúng ta đóng một cao vào tay để chúc mừng đơn vị Phạm Thị Nam và Thị Nam đã xuất sắc giành heo đồng vui. Đề nghị trọng phương tiện nổi lên để chuẩn bị vận động viên.